tự khoe mình chứng đạo. Kính gửi quý Phật tử, kính thưa quý vị, thời nào cũng vậy, luôn có những người hay vọng ngữ thường tự khoe mình chứng đạo. Nhưng muốn chứng đạo đâu phải vậy. Người nào muốn chứng đạo đều phải đi vào cửa giới luật. Nếu giới luật sống không đúng, dù chỉ là một giới luật nhỏ nhặt thì họ cũng không chứng đạo. Cho nên chỉ cần xem giới luật và quá trình tu tập của họ phải 5 năm hay 10 năm sống độc cư, trong thất, không tiếp duyên với bất cứ một người nào thì mới tin họ chứng đạo. Xét trong giới luật Phật, thấy người nào còn phàm giới và chưa có thời gian công phu tu tập thì biết ngay đó là chưa chứng đạo. Người nào hay nói về tiền kiếp của mình, của người này, của người kia, họ không phải là người chứng đạo, họ là ma trong đạo Phật, là người đang bị bệnh thần kinh rối loạn ý thức. Xin quý Phật tử lưu ý, đừng để bị những người này lừa đảo. Một, người tự khoe mình chứng đạo là vọng ngữ, phạm giới thứ tư, chưa chứng đạo. Hai, người không sống độc cư, không phòng hộ sáu căn thì ý căn sẽ phạm tất cả giới luật, không chứng đạo. Ba, người còn đi đây đi đó là phóng dật, thường ăn uống phi thời là phạm giới thứ chín, không chứng đạo. Bốn, người nào còn cất giữ tiền bạc là phạm giới thứ 10, không chứng đạo. Cho nên khi còn phạm giới thì làm sao gọi là thánh tăng được, thì làm sao gọi là đắc pháp với thầy được, thì làm sao gọi là nhập tầng thiền thứ nhất, sơ thiền được. Kính thưa thầy của các con,